Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dân số và Phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang với nội dung tuyên truyền về Ngày dân số Việt Nam 26 tháng 12. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tọa đàm kỷ niệm Ngày dân số Việt Nam 26 tháng 12. Nâng cao chất lượng dân số phát triển bền vững. Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, sàng lọc. Sau đây là nội dung chi tiết. Tri Cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh vừa tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12, tổng kết thực hiện nhiệm vụ Dân số Kế hoạch hóa gia đình năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, công tác dân số trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Các mục tiêu chỉ tiêu về dân số, kế hoạch hóa gia đình cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra như tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt trên 113%, tỷ số giới tính khi sinh 112 bé trai trên 100 bé gái, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ đạt gần 11%. Tổng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đạt vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2024, mục tiêu công tác dân số kế hóa gia đình của tỉnh là tiếp tục giảm sinh, duy trì tỷ số giới tính khi sinh ở mức cân bằng tự nhiên. Cụ thể, mức giảm tỷ số giới tính khi sinh bình quân năm là 0,2%. Khám sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh cho 10.460 ca. Số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại trên 34.000 người phân bố, dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tháng 12 hàng năm được chọn là tháng hành động quốc gia về dân số. Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2023 và Ngày dân số Việt Nam 26 tháng 12 có chủ đề tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước với mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về vai trò quan trọng của việc tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Hiện nay việc khám sức khỏe trước khi kết hôn được nhiều người quan tâm. Thông qua khám sức khỏe sẽ phát hiện sớm nguy cơ về bệnh tật của bản thân, xa hơn nữa là sức khỏe của đứa con trong tương lai. Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2023 tăng cường các hoạt động truyền thông về dân số, vận động mọi thanh niên đi tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại, hệ lụy của việc tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích và tầm quan trọng của thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước khi sinh và sơ sinh chính sách dân số của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới. Để giảm bớt tình trạng mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai, nhiều ý kiến cho rằng cần cải thiện về các chính sách về sức khỏe sinh sản, xã hội bằng cách đầu tư vào các chương trình giáo dục giới tính quy mô lớn, kết hợp với các chiến dịch truyền thông để tuyên truyền biện pháp tránh thai đúng đắn, an toàn và hiệu quả cho trẻ bị thành niên từ sớm. Ý thức rõ tầm quan trọng của vấn đề dân số đối với phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước, chiến lược dân số Việt Nam đến 2030 đã được đề ra. Theo các chuyên gia, nước ta có nhóm dân số trẻ tăng nhanh và đông đảo, đồng thời cũng bước vào thời kỳ già hóa dân số một cách nhanh chóng. Thời gian tới, công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt, quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đảm bảo phát triển nhanh, bền vững. Thời gian qua, trạm y tế xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa đã tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền đối với các gia đình có nam nữ trong độ tuổi kết hôn, các gia đình trong độ tuổi sinh đẻ tham gia tư vấn, khám sàng lọc trước khi kết hôn, trước trong và sơ sinh nhằm giúp các cặp đôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Để công tác tuyên truyền được hiệu quả, trạm y tế xã đã phối hợp với hội phụ nữ, đoàn thanh niên xuống tận thôn bản, đến từng nhà tuyên truyền, vận động mọi thanh niên trước khi kết hôn nên đi tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân trước hết là các đối tượng có nguy cơ cao. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích và tấm quan trọng của việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh. Cung cấp các kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục để phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ hiểu biết và phòng tránh thai an toàn, tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, chăm sóc thai tốt để sinh con khỏe mạnh. Hàng năm thì hội phụ nữ xã gắn với lại các cuộc sinh hoạt ban chấp hành chi hội thì thường xuyên tuyên truyền cái công tác bình đẳng giới gắn với lại công tác chăm sóc sức khỏe gia đình cho chị em hội viên phụ nữ. Qua công tác tuyên truyền của hội thì công tác thực hiện công tác bình đẳng giới của các hộ gia đình hội viên hiệu quả thực hiện rất là cao. Các hộ gia đình thực hiện công tác bình đẳng giới thì rất là bình đẳng về công việc cũng là gia đình thực hiện chia sẻ nếp sống gia đình cũng như là chăm sóc con cái, công việc cho gia đình rất là hạnh phúc. Xác định nâng cao chất lượng dân số là nhiệm vụ vừa cấp thiết vừa lâu dài, xã Yên Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, nòng cốt là trạm y tế xã đã đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và sự hưởng ứng của người dân trong việc tham gia các chương trình tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn sàng lọc trước sinh, sơ sinh, từ đó đã nâng cao nhận thức của các đối tượng nam nữ, thanh niên và các gia đình. Tôi thường xuống thôn bản để tuyên truyền đến các đối tượng trong độ tuổi kết hôn, nam nữ thanh niên và tuyên truyền được khám sàng lọc, khám sàng lọc trước khi kết hôn và khám sàng lọc để phân loại các bệnh di truyền, các bệnh gen di truyền và sau khi có tuyên truyền thì các đối tượng có cũng có hiểu biết và cũng có đến các cơ sở y tế để khám sàng lọc để trước khi kết hôn. Qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã nâng cao kiến thức trước khi kết hôn cho các đối tượng, hiểu rõ được những đặc tính của giới, giúp phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm nhiều căn bệnh nguy hiểm, tránh được các hệ lụy không đáng có. Xác định chất lượng dân số là một trong những yếu tố hàng đầu tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dân số, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn xã hội về công tác dân số trong tình hình mới, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đây là một buổi tuyên truyền về kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho các em học sinh lớp 9A1, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Hùng Đức. Tại đây, các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, kiến thức về giới tính, những thông tin mới về công tác thông tin tư vấn dịch vụ sức khỏe sinh sản, các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản vị thành niên được truyền tải tới học sinh. qua đó giúp các em tạo dựng môi trường sống lành mạnh và chuẩn bị tâm thế tốt về vấn đề sức khỏe sinh sản khi còn trên ghế nhà trường. từ đó trở thành những thành viên tích cực tuyên truyền cho cộng đồng, bạn bè. tuyên truyền về sức khỏe vị thành niên thì em cảm thấy rất là bổ ích và em cùng các bạn sẽ cố gắng thực hiện thật là tốt để bảo vệ sức khỏe của chúng mình. Các em đã được tuyên truyền về các cái kiến thức về chăm sóc sức khỏe vị thành niên, tình bạn bạn khác giới và đặc biệt là các em cũng đã nâng cao cái nhận thức của mình về việc tự chăm sóc sức khỏe và các em ở bán chú thì cũng đã có cái ý thức qua cái tuyên truyền có ý thức và chăm sóc tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và có ý thức tốt hơn về việc quan hệ ứng xử, giao tiếp giữa tình bạn khác giới. Tháng Hành động Quốc gia về Dân số năm 2023 và Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12 có chủ đề Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước. Với mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về vai trò quan trọng của việc tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, giúp các cặp đôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Ngành dân số tỉnh Tuyên Quang đã chú trọng đổi mới công tác truyền thông phù hợp với từng địa phương, từng nhóm đối tượng cụ thể trong đó đặc biệt chú trọng các nội dung về nâng cao chất lượng dân số, ý nghĩa chủ đề của tháng hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam. Các trung tâm y tế huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chương trình hành động kế hoạch về dân số và phát triển, chú trọng các nội dung về tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của người dân trong việc triển khai, thực hiện các mục tiêu về dân số, kế hoạch hóa gia đình ngày dân số Việt Nam 26 tháng 12 năm nay, thì đối với địa phương chúng tôi thì cũng đã triển khai rất là nhiều các cái hoạt động truyền thông, phối kết hợp với các cuộc họp thôn bản để chúng tôi tăng cường các cái hoạt động tuyên truyền, ví dụ như là lợi ích của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn và tư vấn cho đoàn viên, thanh niên và các cái đối tượng là chuẩn bị kết hôn là để đi khám, tư vấn và khám các sức khỏe tiền hôn nhân để tránh những cái bệnh tật. Việc tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn không chỉ đơn thuần là thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của bản thân mà còn là thực hiện trách nhiệm đối với tương lai hạnh phúc gia đình của chính mình và toàn xã hội. Các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam nhằm tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể nhân dân góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ứng dụng công nghệ mới trong cám chữa bệnh là một trong những giải pháp hàng đầu giúp nâng cao sức khỏe cho người bệnh. Máy điện sinh học DDS là một trong số đó. Tại tỉnh Tuyên Quang, với sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Tư vấn và Hỗ trợ Nghề Việt Nam, nhiều người bệnh đã được tiếp cận với các giải pháp này, qua đó từng bước cải thiện và phục hồi sức khỏe một cách toàn diện. Chữa bệnh bằng điện sinh học có tác dụng tương tự như châm cứu, nhưng nhờ có dòng điện sinh học nên độ thấm sâu hơn, trên diện rộng, không bị đau đớn như châm cứu hay điện châm. Ưu điểm khi điều trị bằng máy điện sinh học đó là việc giữ nguyên được tác dụng chữa bệnh ưu việt của các phương pháp cổ truyền như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, luyện ký công. Công ty Cổ phần Tư vấn và Hỗ trợ Nghề Việt Nam là một trong những đơn vị đầu tiên tiếp cận công nghệ này. Thời gian qua, công ty đã có nhiều hoạt động hỗ trợ giúp đỡ chăm sóc sức khỏe từ thiện cho những đối tượng khó khăn, những người khuyết tật, đặc biệt là người nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Là một cái công nghệ mới, nó... À, tổng hợp bởi các cái phương pháp y học cổ truyền cũng như hiện đại à, như xoa so bóp bổng huyệt thì nó dùng bằng sức, còn đối với điện sinh học thì nó giảm đi cái sức lao động cho kỹ thuật viên. Cái thứ hai là à, nó tương tự như châm cứu nhưng nó không gây đau đớn và cái thứ ba là giống như điền sung nhưng nó là súng giản tiếp qua người kỹ thuật viên. Là phương pháp điều trị dùng điện sinh học hiện đại kết hợp với lý thuyết kinh lạc và đưa thuốc thẩm thấu qua da giúp đả thông kinh lạc. DDS hỗ trợ điều trị hiệu quả các chứng viêm xương khớp, phong thấp thoái hóa cuộc sống, u sơ tiền liệt tuyến, tiểu đường, phục hồi tai biến. Nguyên lý trị liệu DDS là đưa năng lượng sinh học từ máy phát vào trong cơ thể theo hướng đi của các đường kinh lạc bằng cách dẫn truyền lượng điện sinh học tích hợp và sử dụng thủ pháp của kỹ thuật viên giúp khí huyết lưu thông. Việc ứng dụng công nghệ DDS điện sinh học vào chữa bệnh là một tiến bộ của khoa học nói chung và y học nói riêng, tăng thêm một sự lựa chọn cho bệnh nhân mắc các triệu chứng bệnh như đau cổ, vai, cánh tay, chân tay tê bì đau lưng, thoái hóa cột sống, đau thật kinh tọa, những người di chứng sau đột quỵ, béo phì. Chúng tôi cảm nhận được thấy rằng thì là uh, những cái người mà được trải nghiệm ấy, và được được qua một cái liệu trình đấy, thì sức khỏe lưng lên rõ rệt, về xương khớp nó đỡ nhức mỏi ấy. và về cái kể cả những cái người mà uh, bị tai biến đấy thì người ta cũng những người mà đi chân tay rất là run nhưng qua một liệu trình là người ta đi lại được rất thoải mái trong những năm qua thì công ty cũng kia luôn đẩy mạnh cái chương trình làm từ thiện cho những cái đối tượng khó khăn những người khuyết tật những cái hộ nghèo thì công ty cũng đã đào tạo đội ngũ các giáo viên có đủ chuyên môn cũng như là cái phương pháp sư phạm để đi đào tạo cho các cái kỹ thuật viên ở các tỉnh đặc biệt là ưu tiên các tỉnh miền núi những cái vùng khó khăn mà bà con mình đang gặp khó khăn về kinh tế thì ít có điều kiện để đi các bệnh viện. Việc triển khai thêm các chi nhánh chuyên về chăm sóc sức khỏe thông qua công nghệ điện sinh học, công ty cổ phần tư vấn và hỗ trợ nghề Việt Nam đã và đang giúp người dân trên địa bàn tỉnh có thêm sự lựa chọn trong việc chăm sóc, nâng cao sức khỏe. Nhằm thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới thì giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới là hết sức cần thiết. Các trường học trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động liên quan, qua đó đã nâng cao nhận thức, kỹ năng giúp em học sinh cập nhật, bổ sung kiến thức về bình đẳng giới. Đây là tiết học giáo dục công dân của lớp 8B trường trung học cơ sở Nhữ Khê. Các kiến thức về bình đẳng giới đã được lồng ghép trong tiết học với những thông tin sinh động và thực tế. Cả lớp được chia nhóm để thảo luận về vấn đề bình đẳng giới trong cuộc sống hàng ngày. Việc đổi mới phương pháp tiếp cận đã giúp các em học sinh hào hứng hơn. Tiết học này em được bổ sung rất là nhiều kiến thức bổ ích. Về nhà em sẽ phân chia công việc, chia việc nhà với em trai của em giúp đỡ bố mẹ trong gia đình ạ. Công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho học sinh được chú trọng. Việc quan tâm, chăm lo, giáo dục không phân biệt đối xử, tạo cơ hội, điều kiện ngang nhau cho các em học tập và phát triển được các nhà trường thực hiện tốt. Nội dung bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới được lồng ghép với các hoạt động giáo dục, hoạt động vui chơi, trải nghiệm để tuyên truyền, giáo dục cho học sinh. Thực hiện lồng ghép vào các buổi ngoại khóa với những thông điệp ý nghĩa đã giúp học sinh hứng thú trong việc tiếp thu kiến thức về bình đẳng giới. Qua đó, từng bước làm thay đổi nhận thức của học sinh về giới và bình đẳng giới để mỗi em học sinh sẽ là những tuyên truyền viên tích cực tại gia đình và xã hội. Với cái nội dung bình đẳng giới thì chúng tôi thấy là một là một trong những cái nội dung rất là quan trọng cũng như là gắn bó với các em. Qua tiết học này thì các em có thể là thấy được cái tầm quan trọng cũng như là hiểu rõ được cái có thể là chia sẻ với nhau hơn trong công việc. Việc tăng cường tuyên truyền về giới và bình đẳng giới của các nhà trường có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của học sinh là hành trang để các em trưởng thành và tự tin hơn trong cuộc sống. Qua đó, góp phần xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, công bằng và văn minh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Dân số và Phát triển số tháng 12 năm 2023 của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang với nội dung tuyên truyền về Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.